Ơi, anh Thức còn đường không? Xin miếng đường ngay. Như vậy? Cho em xin miếng đường ngay. Đường hả? Ừ. Để Em hết coi. đường rồi, đang nấu ăn. Còn nè. Cho em miếng đi, hồi em mua em cho anh lại nha. Như vậy? Ủa cái keo mà sao kiến không vậy? Trời ơi, hồi nãy nó bò vô em đổ bỏ rồi đó. Trời, ủa kiến. Ủa sao kiến ủa, không kiến trời? Bò vô hũ đường mà em đem nó đổ bỏ luôn. Chị chứ đợi nó bò ra biết mới lâu. Trời ơi, anh có cái tuyệt chiêu này nè, mà mốt á mà em á là mà lỡ á, mà có bị kiến vô hũ đường á thì em cứ việc mà em lấy một cái cây muỗng sắt muỗng gì á Cái em muỗng sắt găm vô hả? rồi là tự động là kiến nó sẽ bò ra hết, không có cần mà đổ Ủa bỏ. mà sao sao bỏ bỏ vô cây trong hũ đường luôn hay gì sao? Trời thì đi thì tại vì em xài muỗng mủ phải không, thường thường như cây muỗng sắt á thì em cầm lấy em cắm vô giữa cái hũ đường nè là kiến toàn bộ nó bò ra hết trơn luôn. Vậy hả? Ừ, đơn giản mà. Có vậy biết con đâu biết nữa trời. trời. Thôi giờ lấy hũ đường của anh về xài luôn đi, rồi chút xíu đem trả. Ơi nói nghe nè, sao phòng trọ em á, sao dạo này trời mưa nè, còn kiến không rồi. Em để đồ ăn á, toàn nó bò vô đồ ăn kiến này. Hả? Nó lên á trời. Với lại nó bò mấy cái gạch cửa này là nó bò vô nhà luôn á. Nó có bu đồ ăn không? Sao không, em để chút xíu là nó bu à. Mà con kiến nó nhỏ 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 vậy nè. Mấy con đó hình như là kiến ghiện hay gì đó. Ê ê, nói nghe nào. Em có biết một cái mẹo mà nhân gian không, là không, cách em đâu có cái biết đâu. Cách đó mà anh biết được một cái cách mà làm một lần là một năm trời kiến không vô nhà. Thiệt không? Đúng thiệt luôn á. Để anh vô anh lấy cái này anh làm cho em coi. Thiệt hả? Chỉ là một lần thôi là nguyên một năm trời kiến không bao giờ vô nhà dù chỉ một con. Đâu làm cho em á trời. Đơn giản thôi. Em thấy thường thường á là trời mưa là kiến có kiến. Đúng rồi, cái bò làm cái này là kiến không còn vô nữa. Vậy trời ơi trời, hay gì ta. Đó thì thường thường á thì cái mẹo này là ở mấy ông bà già xưa á thì người ta biết gành lắm, thì thí dụ mà em không biết cái mẹo này thì em đi hỏi mấy người già là người ta sẽ chỉ cho em là cái cách mà đuổi kiến ra khỏi nhà nguyên một năm luôn, không còn con kiến nào trong nhà luôn, chỉ một cách đơn giản thôi. Đó chính là em là thí dụ mà em lấy cái chảo phải không? Xong em bỏ vô thêm một ít đường, cho mượn cái muỗng này. Đường hả? Đổ chừng 2-3 muỗng đường như nào. Đó, đổ cái em lại gãi ra đều như nào. Kiếm đường khô khô á. Rồi sao? Đó, gãi vậy đó rồi xong á là em á là đi kiếm cái chỗ nào là kiến nhiều thiệt là nhiều luôn. Có kiến nhiều thiệt nhiều luôn nha. Là em để cái chảo này cho nó ăn. Cho nó ăn no rồi xong rồi nó đi ra ngoài. Bởi vì thế nào em cũng hỏi cái câu hỏi ra không có, có nghĩa là em để vô cho nó ăn, nó ăn xong á là rồi xong cái em thấy mà kiến trong chảo nhiều thiệt nhiều phải không? Xong mở bếp ga là em để lên em gan. Gan cho kiến nó chết chung với đường luôn, là gan cho nó khô lại gì đó, rồi xong mà thấy nó vừa hết chết hết trơn phải không? Rồi xong cái em cứ đem đó cái em đổ bỏ vô sọt gác. Là từ đó về sau là kiến ở trong nhà nó không bao giờ nó vô nhà nữa. Được không? Sao em nghe lạ lạ vậy? Hả? Cái này là cái mẹo nhân gian của mấy người xưa ta chỉ á, nhưng mà rất là hay luôn. Anh cũng làm, nhưng mà không phải là ngày nào cũng làm được. Cái này á là làm ngay đúng cái ngày 15 tháng 7. 15 tháng 7 mới làm được. Là ngay rằm tháng 7. Bữa nay là hình như là tháng 6 hay gì nè. Tháng 6 tháng 7 vậy nè. Tháng 7 rồi. Là canh ngày bữa 15 tháng 7 là sắp tới nè. Là sẽ ngay cái bữa 15 để đường ra cái chảo đây nè. Xong ơi. Cho kiến nó ăn. Rồi xong á là đem vô gan. Gan là cho kiến nó chết hết trơn rồi xong bỏ vô ở nhà. Không biết là cái đó là cái người ta gọi là cái mẹo nhân gian á, nhưng mà cực kỳ hay luôn. Cái mẹo này thường thường là mấy người già xưa á là thường thường ta hay áp dụng. Nhưng mà anh đã làm rồi hay sao? Nè nha, không bao giờ có kiến luôn. Tại vì năm ngoái anh có làm một lần rồi. Thì năm nay á là tới bây giờ luôn á là không có nữa. Thì á là bắt đầu một năm mình chỉ làm một lần thôi. Một lần một quá. Năm sau á thì thí dụ gần tới tháng 7 á, thì kiến nó bắt đầu nó mới vô lại nữa. Thì mà em sẽ để một cái chảo gì nè cho nó kiến nó bu, càng nhiều càng tốt nha. Trời ơi, phòng trời em để chút xíu là nó bu luôn á. Càng nhiều càng tốt. Xong cái là em đem em gan cho nó khô rồi bỏ sọt gác. Hình như là con này á thấy con kia nó chết nó không dám vô, hoặc là cái mùi giữa cái mùi kiến khác với cái mùi mà đường nó hòa lộn với nhau á, nó sẽ tạo thành một cái gì mùi gì đó đặc biệt nên con kiến nó sẽ không vô nhà. Đó. Để em làm thử thôi. Nhớ nha, là bữa ngay cái bữa 15 tháng 7 mới làm được nha. Tại một năm là chỉ có một ngày một thôi. Còn mấy ngày khác thì anh không biết.
Thí dụ mà em muốn thử á, thì em đem bây giờ em đem cái chảo này nào, em đem về rồi em thử coi nó có hiệu quả không, thì như mấy ngày thường coi nó có hiệu quả không. Nếu không hiệu quả thì canh lại ngay, canh ngay cái bữa 15 tháng 7. Vậy ha. Ừ, còn kiến vô hũ đường á thì em cứ lấy cái muỗng là để lại la ra. Trời ơi, uống không tin đổ bỏ chứ. Trời ơi, cái mẹo này mẹo dân dân. Em cái này em không tin, em đi cứ hỏi mà mấy người mà già già cỡ bây giờ mà cỡ khoảng là 60-70 á. À, là ta biết, tại vì ngày xưa mà ở cái nhà lá kiến nhiều vô lắm nhiều luôn. À, ừ, nên rồi. Bây giờ thì nhà xi măng nè thì nó còn đỡ. Ngày xưa nhà lá thì kiến rất là nhiều nên nó vô nhà làm ổ làm gì nó ở trong nhà luôn. Nhưng mà làm cách này thì kiến nó đi hết không còn miếng nào hết. Ừ, hay ừ. Ta. Nè, đem về đi. Thôi được rồi. Nè, em gan không? Để về em lấy chảo của em. Ừ. Rồi đó, đem hũ đường về đi rồi nè. Rồi chút xíu xài xong mình em qua. Ờ. Thì đại đình ơi, thì đây là một cái mẹo mà nhân gian để dành việc kiến của mình nha. Tại vì cái mẹo này mình học được của mấy ông bà già xưa thì thường thường người ta hay làm cái cách này nè. Có nghĩa là mình bỏ cái đường vô chảo nè, cho kiến bu thiệt nhiều rồi xong mình gan. Gan kiến hết mình bỏ đem đổ bỏ, là từ đó về sau đó là kiến nó không còn ở trong nhà mình nữa. Nhưng mà chỉ cái một ngày duy nhất là bữa 15 tháng 7 thôi nha đại đình. Thì đây là bữa nay cũng gần tháng 7 rồi nè. Thì sắp tới ngày 15 ở tại đình nên làm thử một cái. Rồi coi á, thử là mới biết được là nhà mình có hết kiến thiệt hay không. À, thì mà nhà mình á thì mình làm thì nó hết thiệt rồi đó đại đình. Thôi mình cũng xin kết thúc clip nha. Đại đình thấy clip này có hay có hữu ích á thì nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoặc là biết thêm một cái cách nào mà diệt kiến hay hơn á thì nhớ comment bên dưới cho mình nha. Còn cái mẹo này á là cái mẹo nhân gian. Thôi vô.